này, mày làm gì thế hả? Ôn hiểu ơi, tí mày hụp lì tao á. Ô, vừa ra về rồi à? Hụp lì à? Trời. Nhiều quá thì bán hết đời người đấy. Ôi trời. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với Bí Thư Đài, anh em chúng cháu đang có mặt tại chỗ nhà của em Sa. Như các bác cũng đã biết thì là thời gian vừa qua thì anh em chúng cháu cũng đã tiến hành lấy cái gì nhỉ? Plô cũng như là một số cái vật liệu để chuẩn bị sửa nhà cho mẹ em già. Và hôm vừa rồi thì anh em chúng cháu cũng có nhắn là gia đình để chuẩn bị đất để cho vào cái nền nhà và để mình còn tiến hành là dỡ nhà xuống và làm ấy. Đấy, còn về bên thợ thì anh em chúng cháu là cũng có thuê được rồi các bác. Giá cả thì cũng như vậy là cả bao gồm cả láng nền và tất cả mọi thứ luôn. Tuy nhiên thì bột đá thì hiện tại vẫn chưa lấy vào được, vẫn còn phải thế tận là ngày mai ngày kia. Và hôm vừa rồi con Nu cũng có gọi điện cho già bảo là nếu mà có lấy vật lấy bột đá thì lấy qua bên bên Hà Cá. Qua bên Hà Cá để bây giờ hai chỗ sạt lở kia thì cũng khô rồi ấy. Thì gia đình cũng mong muốn là lấy bên kia để gia đình sửa sang một chút thì xe máy sẽ đi vào được. Còn hơn là đi đường bên này thì bởi vì nhấp nhô với đường hẹp với đi lại trơn trượt với dốc ấy. Gì? Đây hình đập cái gì là đánh nhau à? Quánh nhau à? Không biết được à? Ôi trời ơi! Thằng này, mày làm gì thế hả? Ôn hiểu ơi! Tí mày hụp lì tao á! Ô! Vừa ra về rồi à? Ở tuổi rồi. Tuổi. Nhất chế phở. Ủa chạy nên lá chì ủa giả xin tới nè. Cái này. Đúng rồi. Cái này phải đập như thế thì mới chắc. Này làm giống như kiểu trình tường đất đấy nhỉ? Trình tường đất. Này. Làm được mấy ngày rồi ta? Mà tao chẳng không nè? Hai ngày rồi á? Xong rồi nhỉ? Đất hiện tại là vẫn còn đây này các bác này. Cái này là gia đình là lựa chọn đất là còn phải là chọn loại đất nào cho nó phù hợp mới lấy cơ. Đúng rồi. Đâu đấy? Ăn thử đi nào. Ô, tao chỉ tao tui. Với lại bỏ những cái tạp đi. Khăn đi rồi. Ô, chào, chỉ có đó chứ. Hụp lì à? Trời. Cái này yếu quá. Cái này ngắn. Với sao của đà làm miệng miệng của mình làm sơn sùi nhỉ? Phải mạnh cơ. Bé rồi mà. Kê rồi thêm đất nữa vào à, nước vào nữa à? Kê cái chỗ như cái chỗ này thêm đất vào nước này. Kê cứ đập để nó xuống bản như nhau hết đó. Nhưng mà vẫn chưa được, như này vẫn phải lên thêm nữa. Lên thêm đất vào. Cái chỗ này vẫn hơi cao, hơi thấp. Thế là cũng xử lý gần xong cái nền nhà đấy chứ. Gần giường nữa. Không, gập giường nữa. Không, cắt trả tê rồi. Cắt trả tê nhá. Không, thì giống thế tầng có thể của không. Toàn bộ nhà mà, toàn bộ ngôi nhà mà. Chính ra như bây giờ, nhà mẹ già mà làm được như thế này, bây giờ cái nền bằng đẹp như thế này thì không cần phải láng cũng được mà nhỉ. Tốt mà, nhưng mà sau này liên quan quét xong rồi lại... Kẻ quét dọn này cũng được, chẳng qua là sợ vẫn trẻ con nó đào bới với lại có gà qué thứ vào thôi. Đúng rồi.
làm là đây các bác. Cái chỗ này này, ngày trước là lồi lõm là cái chỗ cái phiến đá này này. Đúng rồi. À, là đập y vạch y kì. Những cái chỗ nào mà lõm xuống nhiều quá là gia đình cũng đã lấy thêm đất vào và để đầm. Đây khá là tương đối là mịn của bác đây, từ chị bên kia sang này. Hôm nay không ai hộ nữa à? No, chúng mình thấy phá rồi. Cái hôm vừa rồi lúc mà chở đất kia có ai hộ không? Có. Có? Nhà ba bốn người. Ba bốn người. Thằng Nu đâu rồi? Thằng Nu á? Ừ. Nó đi tán gái rồi à? Đi tán gái rồi. Nhà sắp đèo là đi lấy gái về. Nhà sắp đèo là đi lấy gái về à? Không cho lấy chứ. Hả? Nó không cho tuổi, không đủ tuổi em không cho lấy đâu. Không đủ tuổi em không cho lấy đâu. Vâng. Rồi phải đủ tuổi mới cho lấy chứ. Nghĩ tí nữa gõ vào đầu thằng này một cái là xong. Xong rồi. Thử nào. Đừng có cho vào đầu của ta nhé. À một miếng không được, phải nhiều miếng. Nó chỉ kèo ra như thế rồi mà. Đúng chưa. Wow. Hai già khỏe thật. Đúng là già rồi nó khỏe thật. Dạ. Yeah. Già rồi nó khỏe thôi. Có một số không khỏe đâu. À, một số cái không khỏe. Một số cái không khỏe à? Cụ thể là cái nào? À, cụ thể là cái nào không khỏe? Cái nó vẫn là cứ không khỏe. Ơ, như thế thì bỏ đi là đúng rồi. Đã làm là như thế là cũng đã chuẩn bị được mấy hôm nay rồi đấy nhỉ. Nhà chuẩn bị dỡ được rồi đấy. Đâu? Đã, đây đây anh đeo thử nào. Đưa đây. Đưa đây. Cho cái này vào cho anh nè. Làm như này giống như lá trong nhà ấy. Hả? Ngồi đây này. Giống như là anh bảo này, cái này em muốn để cho cái đất mới này dính chát vào cái này ấy. Em phải bới cái đất cũ này đi. Xong rồi tưới ít nước thì cái đất mới này mới dính vào đất cũ thì mới được. Ra cho thêm đất vào cái này cho anh. Wow. Đón bì nó. Wow. Thảo nào lúc đấy ở bên ngoài kia nhìn thấy cái ụt bịch. Hóa ra là tiêu. Ô cái đỏ. Này cho thêm cho em nước vào một tí nữa. Cái này bà con làm chỉnh tường nhà, chỉnh tường đất quen rồi nên là cũng có biết làm. Chơi cái nạm hơn. Người ta làm thật, người làm vừa chơi. Hả? Cái của vợ già nạm. Nhiều quá ôi. Nhiều quá này. Nhiều quá thì nó bắn hết đời người đấy. Ôi trời. Bán thật. Chịu quá. Ôi lỏ rồi nhói. Cái này mà làm được hết như thế này là ở cũng tốt đấy nhỉ. Ừ. Giờ một khó à. Có một số chỗ còn phải thêm đất dạ. Ừ.
Cả phía bên máy vụ bên này thì gia đình cũng cho thêm đất vào đây cũng. Đây này. Đấy. Ngày trước là nhấp nha nhấp nhô. Do là gà đào bới nhiều quá. Bây giờ gia đình cho thêm đất vào rồi, bây giờ cũng có đỡ hơn nhiều rồi. Đây. Dụng cụ làm của gia đình ấy. Ôi giời, cây này mà đập phát một là được ấy nhỉ. Này nhưng mà nặng thế. Này có bao nhiêu sức thì làm lắm. Bỏ hiểu. Ừ. Ừ. À. Đào ra. Nước bắn nhiều quá. Mép này chưa được này. Đây, 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 đây. Cái này mới đủ nặng này. Có đá rồi. Đá. Tí gõ phát ghế vỡ luôn bây giờ. Thật ra thì mình đã xác định láng nền ấy là không nhất thiết phải đầm như thế đâu. Đúng không? Nhưng mà làm được thì càng tốt. Làm được càng tốt. Mai nó đỡ bị lún. Càng chát đấy. Ừ. Cái này do là bà con ở trên vòng núi không có cái máy máy gì nhỉ? Máy mẹ ấy đập à? Mẹ ấy. Ừ. Nên là dùng cây dùng sức thôi. Đất đấy vẫn còn đây này. Bao nhiêu người chở? Hai xe chở. Hai xe chở. Một ngày hay hai ngày? Một ngày. Một ngày. Ở dưới gầm giường vẫn chưa được đâu nhá. Ở những chỗ kia kìa, dưới gầm giường này. Dưới gầm giường kia. Thiếu chạm đấy đâu. Ừ. Bỏ hết giường đi. Bỏ hết giường đi. À nhậm không. Chuyển đi ai bỏ? Ừ. Bỏ đi là vứt đi đấy. Bây giờ ngủ dưới nền đất này là mát nè. Ừ. Ngủ dưới này bây giờ mát lắm. Nào vào đây ngồi. Dùng cả lưới chay nữa này. Mệt chưa? Chưa. Rõ chứ nhỉ. Đất vẫn chưa đủ cứng đâu. Cái này là cũng vừa mới làm. Còn cho thêm nước vào nữa nó thế. Cái chay này của nhà nào? Của mẹ. Đây là của ai? Cái này của mẹ. Cái này của ai? Của mẹ. Của mẹ à? Cái này tồn lên thôi. Cái này lúm mỡ hay gì chà? Cái đầu xé tuổi không? Cái đầu. Hả? Cái đầu tuần chùa. Cái gì? Cái đầu á? Ừ. Tiếng Mông mà. Ta đầu à? Chá đầu à? Ừ. À. Hỏng hết rồi này, cây này. Ừ. Này lâu ấy nhỉ. Này là mối ăn này này. Ừ. Ta để thầu chứ nhau xuống. Ồ, cái này của bố ấy. Của bố à? Ừ, cái già chưa làm đâu. Mèo chết đi đâu hả già? Suốt ngày đi sang nhà ngoại làm gì ấy? Ê, vợ hôm nay lại về rồi. Không bỏ đi nữa à? Hả? Rồi, nè. Già tránh ra chỗ khác ấy. Kỳ đà cả mũi làm gì nhỉ? Không ngồi... À, ngồi gần vợ đi. Hả? Vợ già ai? Về lâu chưa? Thật là thân tấn không nè? Nói nhỏ là... Hôm qua về giúp đổ nền. Nhưng mà già đi đón mấy về á? À, em đi đón. À, đi đón mấy về. Mấy hôm anh hôm nào anh vào ông tìm thì không thấy đâu. Đúng rồi, em về em không thấy thì em... Số ngày đi ngoài ấy. Số ngày đi ngoài? Ừ. Thế sao lại biết vợ về rồi? À... Họ vợ... À, nó mùa chỉ ở đây... Mùa ở đây là sắp bế, thế thôi này đâu. Ờ, giá hộp bao, thế bọn này bền hẳn. Nó có đấy. Ừ. Thế sao mấy hôm vừa rồi lại bỏ đi đâu ấy? Hả? Mẹ để chứ chị cũng không cao mình. Cái gì? Như nào? Nhưng mà sao mấy hôm vừa rồi là bỏ đi đâu? Ở bên họ là ông mùa từ hả này mẹ? Mùa gió ấy. Đi làm thuê á? Mẹ hôm trước là vợ em ra là đi làm thuê bởi vì nghe nói là già có vật nuôi
nhà đẹp rồi đi lấy vợ hai. Thế là buồn quá. Đi làm thuê để mua sữa cho các con, nhưng mà do là cũng không làm được ấy, nắm nóng rồi người ta thì vác nạm. Thiếu có, bao lấy làm tiền. Bà con làm gì quanh đây có việc nặng. Mình đi vác ngô. Có búa chứ có lừa nào. Lô pha. Lô pha thế. Lô pha thế không có đi. Ừ. Có được vác vác ngô không? Có đấy vác kìa. Lùa pha thì có cái việc gì nặng đâu, nhưng mà cái thời điểm đấy nên nắng nóng lắm. Nắng nóng. Ừ, mấy hôm mà cực kỳ nắng luôn. Xong xong hết nắng thì lại mưa nhiều nhỉ. Ông nói rõ tao nha. Có được tiền về không? Hả? Không được á. Không được á? Thế nhỡ thế tao nhị là chen lần kia thì tao tên cứ nhị là chen. Không được tiền về, nhà ngoại còn gửi tiền đi đón về thôi. Nhưng mà làm ở quanh đây thôi chứ. Oh, what's your name here mà. Ừ, làm quanh đây thôi. Trời. Thế tưởng là đi mấy hôm là bọn anh cũng có thấy xính ở phía bên Khuẩn Liềng là có gặp em, thì không biết là có phải em thật không? Giờ nó mình thì xanh thì nếu bỏ đó là đàn đại bốc cười thì nên sang sẽ ô nhót thì là chỉ gió rồi nhỉ? Chắc không phải. Thế cậu chắc không biết đâu. Chắc không biết đâu. Nhiều người cứ bảo là em đi lại đi tán giai tiếp rồi có phải không? Là để đồng tàn đồng rồi. Hả? Dịch đi. Mà là cứ đa hai con rồi đi tam giai xấu hổ cái mặt. Xấu cái mặt đó. Xấu cái mặt thì chơi không tam giai nữa. Thì thôi bây giờ. Nhưng mà thế đấy bỏ đi sang là sao già làm kiểu gì mà vợ thuyết phục được vợ về đấy. Nên xin bố mẹ về thôi. Mà hay chơi rượu quá sai sai đi. Kỳ chẳng tua thô là bè xứ này. Thế tao bắt đi lột luôn. Tức là lấy rượu đi quỳ gối cầu xin bố mẹ ngoại mới cho về đấy. Không thì quà này mất vợ thật. Thế ạ. Cả bố mẹ ngoại cũng không cho về, vợ cũng không cho, vợ cũng không thèm về. Vợ thì mua ớt từ mấy nhau mà xin là lột rồi. Không trả ớt từ mấy nhau. Mua ăn cho ăn. Đấy thì vợ biết nghĩ là mình mà bỏ chồng gì thì hai con cũng tách ra mỗi đứa một nơi thì thôi. Cố gắng yêu thương vợ nha. Đừng làm. Nhưng mà đấy thì bây giờ dính một vụ vợ bỏ đi như thế rồi bây giờ hết lần này đến lần khác thì giờ biết tự bản thân mình mà chừa đi nhá. Gái gú cái gì, tiền mình thân mình lo chứ xong gái gú vợ hai cái gì. Không tới mà sau lúc sẽ sai trả tim chỉ bao như thế này đâu mà yêu chi vậy nên thế là tốt tổng. Cái đứa kia đi lấy chồng rồi, cái đứa già tám đi lấy chồng phải không? Xong đi đón, ý vợ già là cái đứa kia mới đi lấy chồng, người già xong mới đi đón vợ về. Được già này không được được. Thôi nhá, không phải nói trêu thôi, nhưng mà cái gì cũng thì cái vợ con thì lúc nào cũng không phải bây giờ có này kia rồi lại bắt đầu lăng nhăng là không được đâu. Nhá. Đến lúc là vợ lại bỏ đi không biết là đấy. Nhiều người xong là cứ nói này kia. Rồi con cái thì vơ có ai lo đâu cho đâu. Nhưng mà đứa kia đến lấy chồng còn đứa nào? Chị Pháp. Đừng có đốt nhạc ra. Đấy sang đây cô ơi, cháu bảo này. Thôi thì bây giờ về thì cố gắng hộ mẹ nằm nhà ấy nhá. Lò xin chào ba này, ô chê nhá. Bỏ, nói tốt này à? Cháu bảo này. Bây giờ nhà mình như thế này thì hôm nọ ấy cháu cũng có bàn với cô rồi. Hiện tại là cũng đã tìm được thợ rồi ấy, thì là cũng đang chuẩn bị là có cần phải tìm ngày giữa nhà không hay như nào? Nhưng mà bên thiệt tao à, bên thiệt tao chưa nói là tao sẽ máu của sang thông à thua chê thế à cha chê bò.
mà chua này chua mà chua ăn được đấy, ăn được đấy. Có cần phải chọn ngày hả? Vẫn cần phải chọn ngày chua là cách rồi đấy. Dơ á? Dơ thì quan trọng gì? Dơ ngày con gà xong là... Thế ngày mai được không? Căn tay tỏ tỏ. Cởi giờ tôi đây rồi. Căn hóa chỉ không? Căn tùa? Dạ, căn hóa chỉ không? Xe được con gà mà tăng. Còn nước mòn lết trò. Hôm nay là khư khỉ vách, nông là nền cầu xa. Nền cầu xa hay là cầu xa ấy nhỉ? Chỗ cầu xa là thằng na na là mình ở đâu nè đâu na là cháu xa. Tưởng là bây giờ mình dỡ xuống là không cần phải chọn ngay mà là cái nhà cũng ở lâu lắm rồi. Ngày đinh hợi à? Ngày đinh hợi là tháng ngày đinh hợi là ngày con lợn à? Nông đồn bùa thế thì trừ cái hôm mà trước bố già mất thôi. Còn lại là mình làm được mà. Cái giờ sao chứ thì là nó là dữ là thế đấy. Ồ, nhỏ lộ. Cho mình nhùa thế hả? Cái gì ạ? Thế thì chỉ nhỏ là mà chuông gáo thôi. Không phải, mình quan trọng là cái ngày mình lợp thôi chứ. Nó vò thêm một thêm nó vò rồi nó chua thả thì nè. Nó vò tôm nó tôm bánh mà vô. Sản nó vò. Nó vò. Sản nó vò thả nó chua thì nè. Chua mà chỉ xem nó cả tao. Chua mà chỉ xem nó vò mà nó bánh. Vò nó tôm bánh. Tôm bánh ngày gì không biết đâu. Tôm bánh là tổ á thì thế nè. Ní vò tôm bánh thả thì. Đây bây giờ cháu bảo này. Thế nhá. Thế thì tí xem ngày xem xong là bảo cháu. Bây giờ dài rồi. Để đang nào là. Không nhưng mà ngày dỡ thì chắc không quan trọng đâu. Nhưng mà như này trước mắt là như này. Từ từ anh bảo. Bây giờ nhá. Là mai chuẩn bị dỡ ấy thì mình dọn hết đồ đạc giường chiếu đi sang bên nhà em ở được không? Chúa tôi xin ca một trò tàu một tò một táo trò chiều của con yêu táo thì lệnh cũng chế thế nào mà. Thứ táo không muốn yêu, thứ táo không muốn. Mà chỉ bắt đầu thế tao chạm một đồ, chỉ chú bắt đầu một chạm ra tàu. Mà là đã di chuyển cái giường sang bên thì phải lỡ dỡ chân bán đi thì cái giường mới đi được. Còn không thì tầm một tầng không? Tầm một tầng đi nhờ bó nó ngắt cho. Nhờ bó nó ngắt cho không là ấy. Rồi phải bỏ giường chiếu đi xem mình mới biết dỡ nhà trên chứ. Nhá, về đồ đạc trong là đồ đạc ở trong nhà nữa. Là còn thêm đất vào nữa. Thêm đất vào nhiều nữa. Nhất là cái chỗ bên dưới gầm giường này. Đấy. Chị ơi, can tù mà chỉ cho chú dành ngủ. Mà này u mà màu nồng lơi cho lâu ủa thấy là can tù lâu ủa tỏ tù nụ ấn tê là ủa cho này ấn tê. Mà u luôn đây mà ủa nồng lơ à. Hả? Mà u luôn đây mà ủa nồng lơ là mà. Nó rồi 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 táo này mà uống luôn đây cả thì mà uống luôn mà mắt nhìn nó cái chỉ cho ám mua thế chứ à không mà à được thế tôi chỉ tao chân đất thật đấy thì tôi tuấn à không đâu tôi chỗ này chỗ tôi tan để tranh này muốn này mẹ già là bây giờ mong muốn là có nhà mới lắm rồi đấy mong muốn sửa nhà lắm rồi đấy. Nhưng mà chỗ này vẫn hơi thấp, nếu mà lấy được thêm đất vào nữa thì đỡ. Không là đến lúc mà mình là láng được cái nền, láng cái nền nhà là cái nền thấp hơn cái chỗ đằng trước ấy thì nó sẽ bị nó nước dốc vào bên trong, ví dụ mà nước mưa thứ này trôi vào trong nhà lúc đấy là còn ăn thua gì. Cái nền bao giờ mình tôi cao hơn cái hiên bên ngoài chứ. Đúng không? Đúng rồi, mẹ bảo là các anh phải lát cho mẹ nữa. Cái gì? Thầy ạ, thì con lát, tức là lát được ba lát rồi, lát chỉ lát đấy. Chỉ cho lát rồi mà. Ừ, nó chỉ lát rồi mà. Nó cho la, la mà giờ vô. Có láng nền. La hò. Có láng nhé. Có láng nền. Nhớ liền, nhớ liền mà lên lát, lát mà phủ rồi. Không. Không á. Không phải. Cháu bảo. Tức là láng cái nền ấy thì phải cho cái nền nó lên cao hơn là... cao hơn cái bên nhà ngoài. Làm ra gì? Không, còn xía còn xía thì cái đất đó. Bây giờ cô phải lấy trên lên một tí sao? Nữa thì nó mới đỡ
Tao đi bông lông lắm. Yo, ai mô mì chin tàu, tòa mì tòa mì tè, tòa tòa bê lênh, gỗ gỗ chê, nơi tì lúc gỗ chê nhỏ nơi nơi tì xiết, đúng chê. Tòa mầm lông lù hay chê nà. Tao dù lênh lúc gỗ chê, lúc gỗ chê, nơi dù tì xiết, đúng chê. Mà nếu không ai chào anh rồi, cho chê nhìn mà dù lênh gỗ, nơi xiết, đúng chê mà. Mong ghê non tỏi nga. So ăn mầm anh ăn mầm hôn đi tàu. Dạ ăn mầm. Bố tí đâu? Có tí đâu? Tí nha. Chưa có cháu đâu? Cháu đâu? Ừ. Đó so ăn mầm ăn mầm. Cháu bây xin rồi. Hả? Như hôm lần chứ. Mà thiệt rồi đó. Cháu lúc ăn chá. Cháu lúc ăn chá. Cháu lúc ăn chá. Chứ là không, không cần phải đầm như này đâu. Ai chỉ cho bảo lò mà hai chiếc theo. Ôi tôi chỉ con đi liều, mới đi chơi được mà. Làm còn nếu mà có thời gian làm được thì càng tốt chứ sao? Thì đến lúc nó đỡ phải lún. Đúng. Đấy, anh nói thế. Nhá, xong là bây giờ này bảo mẹ hai vợ chồng nữa chịu khó hộ mẹ này chuẩn bị. Tinh thần là tối nay anh hỏi thợ xem là ngày mai làm ở đâu trước thì dọn dẹp chăn màn giường chiếu quần áo bát đũa nồi niêu xong chảo thực lương thực tất tần tật là cho hàng này xây lại với nữa chốt là... thì cho ráp bán mang đi vứt đi à nhập mang sang bên nhà em cắt tù nhá cắt tù chưa mà chế cho lòng tu hãy uốn tê chế cho bà này cha này mỏ này tỉ này pa này cảnh này dìa này cao po chế ta có khi mỗi là cao khi mỗi là cao hả là cao có mỗi là chắc hơn thiên tàu chua lũ chê nhá đấy hôm nọ thì anh cũng bảo với mẹ rồi không biết là cả thằng nu nữa làm thì không làm đi tán gái cái gì nhà cửa không làm cái chỗ này phải để lên cao hơn một tí nữa để mai mình láng thì nó còn cách cái chỗ đằng sau này lên một tí nữa còn để còn làm sao để tránh được cái chỗ phiến đá đằng sau này nữa này cái đá này không biết nấu nữa bây giờ để mà thuê người mà đập cái hòn đá đằng sau này là nhiều tiền lá cái này người ta bảo là 10 triệu ơi 10 triệu à? 10 triệu là khỏi làm nhà luôn đấy. Đây anh bảo nhá, cái thép này phải nhớ lấy để cho anh nhá. Vâng. Nhớ lấy để nhá, đừng có mang đi đâu đi nhá. Không đến lúc là còn buộc đằng đéo các thứ này còn vẫn còn cần đến anh, đừng mà mang đi bỏ đâu, đến lúc là lại không dùng, không có cái mà dùng lại phải mua một lần nữa là tốn tiền đấy. Vâng. Đinh anh mua về cất đâu hết rồi? Đanh nhá. Đanh ở trong tủ. Ở trong tủ gì? Ở đấy, ở đấy. Quả tủ chất lượng nhỉ, từ thời Napoleon về đến được. Cái tủ này tủ Pachu. Tủ Pachu à? Đi xét ra bên nhà thì bây giờ trước mắt thì giường thì chắc lắp một cái ở chỗ nhà em được rồi. Một cái thôi. Đặt một cái trước được rồi. Còn thằng Nu thì nó ngủ ở đâu kệ nó. Hả Nu á? Ngô để cho dầu nữa. Mẹ cha tính là đấy tí nữa dọn hết ngô vào cho vào trong bao đi, cái này phơi chả được rồi à? Vâng. Dọn hết vào trong bao đi, cho nhà cửa rộng rãi thì còn còn có chỗ ngủ chứ, tí nhà đông người nữa. Vâng. Đấy, xong là có thể là nếu mà lắp hai giường thì một giường trong này bây giờ lại có vướng ngô này nhé chứ. Vướng ngô này. Ngô thì cũng không có chỗ để. Quả giường này bây giờ muốn dỡ ra cũng không biết dỡ rồi. Ôi giời ơi. Mẹ em ngắn người khả năng là ngủ tạm đây cũng không được. Không tốt nhất là ngủ đây này. Đây này. Đặt cái giường ngủ tạm đây này. Đây một cái này. Đây một cái cũng được này. Vâng. Đấy. Đây ngủ tạm. Bao giờ xong nhà thì nhà cửa chắc cũng là tầm giam bữa nửa tháng thôi. Là xong. Tại ở nhà mẹ em là cái chỗ cột kia mấy cái cột cây các thứ là cái nghiến nhiều quá. Cứng không biết là điện này có tải được cái máy kia không nữa. Chị bà không? Mày chắc chắn là hỏng nhiều rồi. Nhá. Ừ. Đấy giúp mẹ mà làm đi.
Mấy ông bây giờ để vợ về đến đây rồi bây giờ còn đi đâu nhiều nữa không? Không đi. Không đi nữa à? Ở nhà giúp em trai là nhà thôi. Ừ. Giúp vợ nữa chứ? À nhầm. Giúp mẹ nữa nhỉ? Vâng, giúp mẹ thôi. Giúp vợ nuôi bò nữa chứ? Vâng. Thế bây giờ mà suốt ngày lang thang thì có làm được ra cái gì đâu? Bò, chịu khó nuôi bò vào. Vâng. Cô bác ạ, thật sự là mấy thời gian anh em thì cháu cũng hay vào đây. Cũng bò dê của nhà em già bây giờ hiện tại là rất là tốt rồi. Đây bò lớn rất là nhanh. Đây này. Đấy. Được mấy tháng rồi nhỉ? Được mấy tháng rồi nhỉ? Chắc là được 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng à? À. Đấy dọn dẹp chuồng chuồng cái thứ sạch sẽ hết vào như này. À. Để có ai nói gì đâu. À. Chịu thôi cố gắng nhá. À. Ừ. Máng trống không này. Máng trống không này. Chưa cho ăn à? Chưa cho ăn, tí nữa cho ăn xong. Ừ, tí nữa cho ăn xong. Ừ. Không nuôi được thì cho anh nuôi hộ cho, anh nuôi dế cho. Ừ. Hả? Em nuôi ăn được. Nuôi được cái gì? Vâng. Ừ. Nuôi được thì tốt. Cái làm quả cổng chất lượng nhỉ. Vâng. Ừ. Buổi tối khóa vào. Buổi tối không có cái gì. Lấy à, số tông rồi. Quần áo đừng có treo lủng lẳng thế em là cái gì. Thêm một cái cây phơi ở đây nữa này. Treo ở đây này này. Ừ. Đây các bác ngày hôm nay thì là anh em chúng cháu ở đây là thứ nhất là cũng xem tình hình nhà mẹ em già là cũng có chuẩn bị đất đã được đến đâu rồi. Thứ hai là cũng xem ra báo gia đình chuẩn bị để chuyển đồ. Chuyển đồ đạc và còn tiến hành là sửa nhà. Và đấy, cái chỗ cây dưới kia kìa. Hả? Bóc cái vỏ đi, hôm nọ anh bảo rồi. Ừ. Cái thằng Nu nó vẫn không làm. Ừ. Suốt ngày ta gáy cái gì. Nhá. Ừ. Bóc cái vỏ đi, bây giờ đang được trời nắng thì phơi cho nó khô đi. Ừ. Để đấy làm gì. Đặc biệt nhá. Ừ. Cái chỗ polo này này không để ý, con mang bố mang cuốc xẻng ra đây đập vài cái là vỡ hết đấy. Polo này này. Nó chỉnh chạy ạ. Cho nó nhắc chỉnh chạy. Chỉnh chạy cái gì? Ừ. Để ý vào. À vâng. Nhá.